Okay, so today we learn about chapter 7, traveling. Traveling, what are the cards now? Okay, unit 1, come to Cambodia. And then you cứ móc vào tay cầm một chìa. Okay. Cái gì chưa là tập bọt tầm đó. Okay, bây giờ bọt nó hơi ấy. Ta. Every year, Cambodia receives visitors from all over the world. Và chẳng hạn tha chỉ riêng rồi chứ nắm và tay cầm tiền tùa bàn nhiều tay sẽ cho một cái tiền bình hợp lộ. Why do you think they come here? Hay là lấy bàn chỉ nè cất tha phụ kê một cái nít. If people include Cambodia in their travel, they will be able to meet friendly people and discover many interesting and beautiful things. Và chẳng bật sân bà và chi chun và ru mình chù và bà tay cầm chi nông ca phương nào bà kế bà kế nâng ai một chút một nụ đà ru đây đẹp tiết hay rock hơn, discover rock hơn, rock hơn nhau và thọc và hay nâng đời cua chắc bà róm nâng flash art thì chả là những bọ sinh môn á thóc đai cua chạm vào rắm hay nó phát ra thì chờ for example ủi đó in Phnom Penh there are museums và temples market and the royal palace ủi đó nó Phnom Penh miền sạm tí và sát xa hay nắng đây chủ vẹn royal palace or if people find the city life boring, they can experience the easygoing lives of the provinces. Rưu cổ, rồi sẵn bà mà nụ kết tha chỉ vất nâu thì không về cuối thôn trón. Ok, ai đọc bì sao experience, đọc bì sao nâu chỉ vất đó ngay xuống, nó tạm khẹt. Or, they can leave central Cambodia and go to Mandalgiri and Ratanakiri with their forest and mountain in the east. Rưu cổ ok ai chạy trên tì cảnh đáo tì tài cảm chía hơi tàu tàu một đôi gửi hơi nâng Ratanakiri chìm mùi nâng prey nâng nùm bảo phụ kê nâng nâu phía kháng cao. If you ask visitor why they come here, most will say it is because of Angkor. Chẳng hạn bà sân bà nè su nè tè cho tha hẹt ấy ban chi phụ kê mô cần ní và phía chá đoán phụ kê nâng dây thá đòi xa tái Angkor vọt bạc có phần tài a two of temple under a hot sun can make people tired. Cũng là cũng sàn mơ bà sát nó cọng bà lư bà tất bạc đào nâng ai thôi phụ kê nó có cầm lăng. Then it's a time to relax and go south to Kompong Som or Kompot where people can swim in the sea and enjoy the good taste of cheap seafood. Chẳng hạn thà, bà tọc mó, về chì pêl đầm bay sầm ra, lùm hai cái, tàu phía càng bốn cứ tàu Kompong Som rồi cứ Kompot, cả lãnh đeo, mà nó ai theo tức sầm mốt. Đi đây năng hà đổi chinh ngánh là mình đối chiếc đây hà sẽ một bài thọc thọc. Or if they can't travel so far, although they won't be able to enjoy the sea, they can visit the small group of temples at Tuần Lê Bà Tí in Takao Province. Và rưu cổ, bà sân bà kê, mình ai phải làm nào chinh ngay bán, tụ bây chì ok mình ai tự đi đây nâng sầm một bán ok rồi ai tự lên nữ và xa mười công tôi nâu tự lệ bà ti nông khai tà cào. All those they don't have the importance Angkor temple the Angkor temple they also very interesting and beautiful. Thứ bây chìa về mình miền sản phẩm khăn đôi ổng cố, bà sát ổng cố, bánh tái. Vế là nào là bà sát đó. Vế cứ chìa bà sát đề khu ở trong bà răm này xót xa thóng, thẳng đài. Thế. Any question?